đồng chí Vũ Xuân Tuấn. Đúng rồi. Năm 25273. Ừ. Đồng chí bảo là em tên là gì? Không phải chào. Em tên là gì? Em tên là Tới. Em kiểm tra như vậy. Nhưng mà đồng chí vừa bảo là đồng chí không phải chào đúng không ạ? Ai bảo không phải chào? Anh không nói với lúc nào cả nhá. Đồng chí Văn Hay. Không phải Văn Hay. Em nói ra đúng nhá. Thấy em bị lỗi gì nhỉ? Kiểm tra giấy tờ xe, đăng ký bảo hiểm thì em phải xuất trình với kiểm tra này chứ. Bây giờ dừng xe không thông báo lỗi à? Không phải thông báo lỗi, em kiểm tra hành chính, kiểm tra giấy tờ xe chứ không phải. Kiểm tra hành chính, kiểm tra hành chính có chuyên đề mà. Sao có, bọn anh có kế hoạch của công an huyện Điện Biên. Cho em xem. Em không có phép xem này. Sao lại không được phép xem? Em phải giám sát anh làm mới không phép xem. Thông tư nào mà cho? Thông tư 0102 về quy trình kiểm tra sát đảm bảo được tự toán phòng vệ nhé. Em vào thông tư em xem, em có điện thoại thông minh em vào thông tư em xem nhé. Còn không biết thì hỏi anh sẽ nói. Thấy chưa? Thế còn đừng bảo anh làm sai. Anh sai, anh làm sai, anh chịu nhiệm. Thiếu tá. Thiếu tá đúng không ạ? Ừ, Vũ Xuân Tuấn. Đúng rồi. Tuyên bố là không, người dân không được xem chuyên đề. Đúng rồi. Không được phép xem. Ừ, chỉ giám sát thôi, đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà cái gì nhỉ? Luật tiếp cận thông tin này, là người dân được phép xem chuyên đề. Ai bảo em cứ xem đi. Em bảo ạ? À? Em bảo là được, em anh không cho em xem đấy. Ờ, đồng chí không cho xem. Ừ. Chắc chắn luôn đấy. Chắc chắn đấy. Luật quy định. Đúng rồi. Luật quy định. Ừ, em được quyền giám sát. Rồi. Em được quyền giám sát chứ không được quyền kiểm tra. Được chưa? Thì em bảo là em xem chứ em không nói không, kiểm tra. Không xem mà em bảo xem, em chưa nói một câu nào là kiểm tra. Được chưa? Được quyền giám sát. Đúng rồi. Thế người dân được quyền gì ạ? À? Được quyền gì với cả các anh? Yeah. Giám sát. Đúng rồi. Em quyền giám sát anh ngồi đây cả ngày xem anh nào được. Ok, em quay thoải mái, anh không cấm cái điểm đó. Yeah. Bây giờ em muốn xem chuyên đề kiểm tra hành chính. Em không xem được, anh không có quyền em xem. Em nói là em xem. Chứ em là không nói kiểm tra nhá, em chưa nói câu. Anh không cho em xem, nó ngắn ngắn gọn thế. Không cho xem. Ừ, đúng rồi. Anh dẫn luật ra là không được xem nữa. Ừ. Em vào trong thông tư 0102. Anh nói em có nghe đâu, bây giờ anh nói em có nghe không được nghe, dẫn em có nghe đâu. Anh bảo là không được xem. Ừ. Đầu tiên anh bảo là không phải chào người dân đúng không? Tôi. Này, quay không xin phép là vi phạm điều 32 luật dân sự đấy. Này, anh đại diện một tổ chức. Ừ. Em là cá nhân. Ừ. Em phải xin phép anh. Ừ, đây em quay lại chỉ chứng minh cái việc giờ hiện tại em chưa có giấy tờ gì này. Anh quay lại về cái việc đó, em không xuất trình được. Em đã hỏi lần quẩn rồi, anh trả lời em rồi, em đóng vẫn không xuất trình. Đồng chí quay mà chưa xin phép nhá. Quay đi thoải mái. Điều 32 luật dân sự đấy. Điều nào thì đấy. Rồi, cá nhân mỗi cá nhân ấy đều. Hiện tại bây giờ em chưa xin giấy tờ gì, anh yêu cầu em xuất trình nhá. Còn anh ấy, còn anh là đại diện một tổ chức. Đúng rồi. Đúng không ạ? Em không phải xin phép anh. Được rồi, em quay lại vì lý do em chưa xuất trình được giấy tờ. Cái anh em chưa xuất trình được nhá. Em đang điều khiển. Chưa xuất trình thì lỗi gì? Anh thông báo lỗi đi, thông báo lỗi cho em xuất trình. Kiểm tra hành chính, kiểm tra giấy tờ. Kiểm tra giấy tờ để cho xem chuyên đề kiểm tra hành chính nhá bây giờ. Được nhá. Thế bây giờ em biết các anh đang đi làm à? Mà các anh bây giờ độ có mấy người? Các anh độ có mấy người? Mấy người? Hai người á, hai người các anh ra đây dừng xe á. Hai người nào? Thế đâu? Đâu? Tổ đâu? Gọi lô tới ba người làm việc. Hai người thì anh không thể theo yêu cầu của em được. Anh làm sai, anh Tuấn đây, anh chịu nhiệm trước pháp luật về cái việc không may quán tuần tra ở đây nhá. Thế đâu bọn anh mấy người à? Mấy người làm việc trong kế hoạch của bọn anh. Cho em xem. Chứ bây giờ em biết đâu, các anh bây giờ đang gác cổng của đơn vị thì sao, các anh đi làm thì sao, em biết đâu được. Anh này không có tất cả đều phải có chuyên đề kế hoạch có, bây giờ nhá. Có sao không có em? Các anh là thuộc đội gì nhỉ? Công an tỉnh à? Nhá. Anh nói em này, anh có hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Thì có sao thì được. Cho em xem. Không xem được cái đấy gì? Em không xem được. Nói thế ngắn gọn nhá, anh chạy thì em phải thuyết trình nhá, chứ không đi đâu. Không đi thì em ở đây. Ừ. Em giờ đang rỗ mà đang tảnh mà. Ừ. Em xin lỗi nhá. Ừ. Em ở đây thì các anh hết làm việc luôn. Ừ, thoải mái hết các anh kiên năng. Còn em nói trước ấy, các anh đồng chí này dừng em ấy là phải có trách nhiệm tí nữa, mà có thành viên nào mà ra mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe tài sản em là đồng chí hoàn toàn phải chịu trách nhiệm nhá. Em đang làm việc với cả đồng chí đấy. Đồng chí xuất hiện ra chưa? Mà đồng chí chưa chào em đâu. Chưa thấy một câu chào nào đâu. Hiểu chưa? Anh chào đi. Tôi chào anh. Chưa chào. Chưa chào. Còn đồng chí này ấy, đồng chí Vũ Xuân Tuấn này còn bảo là không phải chào. Chú này làm chứng kiến không từ đầu. Mày không có quyền đây mà phạt tao nhé. Cháu không chú, cháu không chửi. Này này, này. Mày là con đồng chí nhá. Với tao mày đừng chửi vào mặt. Cháu không chửi. Láo tết thì chỉ tay vào mặt tay. Mày cứ giờ ông giờ thằng láo tết. Mày là con ra thôi, chưa chết rồi. Thôi rồi, cháu không nói chuyện với cả chú. Sao mày chỉ tay vào mặt tao? Quá rồi. Cháu bảo là chú vừa rồi chú nhìn hộ cháu. Còn đồng chí nhá phải có trách nhiệm nhá. Rồi đi xe với anh xe đợi sau đó không được chụp được ông. Ồ, còn anh mà không cho em xem chuyên đề thì em không xuất trình đâu, nói trước luôn. Còn tí nữa, tí mà có thành viên nào
tí có thành viên nào ấy mà ra ảnh hưởng đến sức khỏe em ấy là đồng chí gì nhỉ, cho em xin cái tên. Đấy, Phạm Văn Mười, năm 27, 759, chịu trách nhiệm nhá. Nó chưa đồng chí đấy, còn nếu mà... Đồng chí là anh cứ xuất trình giấy tờ đi. Còn nếu mà làm ảnh hưởng sức khỏe em ấy là chắc chắn là sẽ có đơn tố cáo đấy ạ. Chắc chắn đấy ạ. Ôi giời, giữ thoải mái luôn. Ờ, đương nhiên chứ. Phạm em không xuất trình được em ấy, anh giữ đấy. Mà các anh bây giờ đi làm hai người này thì cũng không làm việc được với em đâu. Thế đâu mà anh gọi lốt về làm việc là đủ 3 người một tổ. Phải đủ 3 người một tổ à? Đấy, anh chịu trách nhiệm trước cái tổ của anh thôi. Anh không, anh tỉnh nhưng bây giờ anh đi làm anh phải có cái gì chứ, phải có kế hoạch đi làm chứ ạ. Một tổ của anh có bao nhiêu người phải cho em xem nhá. Chứ bây giờ em biết được là các anh đang làm cái gì, ở đâu, đoạn đường nào à? Còn nếu anh không có ấy, thì là anh nói thẳng là không có. Xin lỗi em, anh có hàng ngày ăn còn đằng khá. Bây giờ em hỏi anh là anh có không ạ? Em có. Có cho em xem à? Không bao giờ cho xem. Yeah. Không bao giờ cho xem. Ừ. Không dẫn luật được. Sao nó không dẫn? Dẫn rồi nói với em rồi. Được rồi, luật đấy rồi, rồi. Tí em về em... Em cứ bỏ điện thoại ngay của em xuất vào thông tư 01 của Bộ Công an kiểm tra về quy trình làm sát nhá. Thông tư 01 công an của Bộ Công an đấy. Em vào xem. Anh nói em không nghe đâu. Em trước khi lên xe thì giấy tờ em là đầy đủ rồi. Ở đầy đủ rồi, kiểm tra đầy đủ thì mời em đi đấy thôi. Nhưng mà các đồng chí là đây, em xin phép được dắt cái xe dịch vào trong này không? Đầy đủ thì mời em đi, mà không đầy đủ thì em sẽ thiếu cái gì như thế nào? Em ở đây chơi với 3 đến trưa luôn. Để thoải mái cứ ngồi đây. Ngồi đây thì cấp bác tí hết làm ăn rồi chứ mà. Làm ăn thì anh có lương, không phải làm ăn thì được nhá. Em nói vậy rồi. Tí nữa đăng lên mạng. Đăng gì đăng nhá, anh nói em đăng cho đúng. Rồi. Đăng đúng mà anh chịu trách nhiệm trước pháp luật đàng hoàng. Còn đăng sai nữa chịu mình chịu trách nhiệm. Em chịu trách nhiệm. Ừ, em sẽ chịu trách nhiệm mà. Ừ, anh nói em biết thế nhá. Vâng. Thích làm thì mình làm đâu. Còn em đăng thì nó đúng, khách quan đúng, sự thật, nói chịu trách nhiệm. Ồ nếu mà trước các em phải trước pháp luật các bác mà làm đúng được tuyên dương đấy nhỉ. Sao còn các bác làm sai thì dân mạng nó bình luận thôi đúng không ạ? Ừ. còn bác nói câu đầu tiên tí em mở máy quay bác không dám nói lại gì. Đầu tiên bác bảo bác tuyên bố là không phải chào người ta, nói là rồi. Không phải, không cần em mà có không phải chào người vi phạm á? Ừ. Đồng chí bảo không phải chào người vi phạm. Không cần em là tội phạm hay là người vi phạm? Em có phải là tội phạm không? Tội phạm khác mà người vi phạm khác. Thế em có phải là tội phạm không mà không phải chào? Hành chính, còn tội phạm là phải tội đó là tội phạm là vi tù. Thế làm sao mà không phải chào người vi phạm hành chính? Người vi phạm chứ có phải là tội phạm không mà không phải chào? Nhá. Mức độ nó khác nhau mà. Đây có phải là anh em nó không chào đâu. Chào rồi em có bảo chưa chào. Em nó bảo là chưa chào mà. Hai người với nhau em bảo chưa chào, người bảo chào, người chưa chào nó thế nào? Em nó chào rồi em mới bảo chưa chào. Đang mang nhiều văn lắm. Chả văn chả vở gì nhá. Nhất đừng phương tiện em mới thấy đứng ra giữa đường chặn xe em. Sao đứng giữa đường chặn thì đứng ra chỗ nào chặn đường, đứng đâu nhá đường chờ. Đứng giữa đường thì phải chỉ gãy dọc chứ à, thổi coi chứ. Anh thử chưa? Anh đứng giữa đường anh tăng tăng như thế này ạ. À? Không anh đứng anh em đi anh chặt đầu như này. Em chưa thấy anh cầm cái gậy anh chỉ như thế này đâu ạ. Anh đồng tôi sao? Anh chỉ này thì em không biết em đi chậm lại. Bây giờ anh chạy một phát ra giữa đường anh chặn đầu xe này. Em chịu thôi. Có camera là tốt. Ừ, bây giờ quay hình ảnh luôn xem đồng chí này đang chỉ gậy dọc chưa ạ? Cho em xem luôn. Đâu camera đâu ạ? Ủa rồi cái camera tôi quang camera của các anh đâu mà các anh dám bảo là camera của các anh. Ai bảo camera của các anh em một cười là camera của người dân cả khách qua. Thì bây giờ anh có cần vào xem em chưa, em khẳng định là đồng chí này chưa chỉ gậy dọc đấy ạ? Thế anh nói em, anh trong ra anh bảo em nếu trường hợp anh em nó chưa chào thì anh xin lỗi em. Nhưng mà em cho nó phải anh kiểm tra đúng không? Vâng. Nếu trường hợp nó chào rồi thì em phải xem lại. Lúc em đang quay mặt đi đâu thì sao? Xin lỗi nhiều lúc không xin lỗi được. Nhưng mà nếu mà xin lỗi được thì giao pháp luật làm cái gì ạ? Cái việc nó cái đấy là nguyên tắc các bác làm việc thì trước tiên các bác phải chào chứ ạ? Anh bảo là anh không ở đấy nên làm việc được với nhau chứ ạ? Thôi anh chả nói với em luôn. Anh chỉ nói với tôi. Ok thôi. Còn em cứ xuất trình giấy tờ thì đầy đủ thì em đi. Ô các bác không cho em xem chuyên đề đi. Bây giờ, các, bây giờ các bác dừng xem lại muốn kiểm tra giấy tờ phải có chuyên đề chứ không phải là thích dừng là dừng. Sao không có gì? Có thì em cho em xem. Em không bảo là em kiểm tra đâu, em chỉ kiểm chứng thôi. Rồi xin lỗi em làm được đâu. Không làm thế được á? Mất thời gian thôi. Em đang rảnh mà. Rảnh thoải mái rảnh cũng ngồi chơi với anh. Ừ, ok thôi. Còn em đi thì giấy tờ đầy đủ em chả thiếu.
công ty mà có thành viên nào người dân nhưng mà lạ mặt vào đây mà ăn em ấy là chắc chắn đấy nhá. Em ở đây chơi với các bác đến trưa luôn cũng được đấy. Ở đây quên mất không phát trực tiếp lên đấy. Mình tốc độ cao nhiều mà. Vâng. Em hỏi lỗi em ạ. Hả? Em hỏi lỗi à? Lỗi em kiểm tra hành chính bình thường. Kiểm tra hành chính có chuyên đề không ạ? Về giấy phép lái xe đăng ký bảo hiểm, ba loại giấy tờ của xe, kiểm tra về điều kiện của người tham gia thông. Ừ, có giấy phép lái xe. Rồi có chuyên đề không ạ? Có chuyên đề kiểm tra hành chính không? Có chuyên đề không? Có kế hoạch em hiểu chưa? Thì cho em xem kế hoạch. Em không được xem của em, cũng giám sát anh làm việc thôi, em hiểu chưa? Không cho xem mà. Không cho xem thì không xuất trình. Được. Không cho xem không xuất trình. Cái xe này có giấy tờ đấy, em nhớ. Ô, thoải mái đấy. Chấp hành thoải mái đấy. Kiểm tra yêu cầu kiểm tra của lượng cảnh sát thông nhá. Em bảo em chấp hành, em không nói là em không chấp hành. Ừ, em bảo em chấp hành. Yêu cầu em xuất trình giấy tờ đi. Trước khi xuất trình giấy tờ. Em nói này. Em bảo là em chấp hành chứ em không chấp hành nhá. Nhưng trước khi xuất trình giấy tờ, em yêu cầu bác cho em xem bác chuyên đề. Bác nói em có ý kiến ấy thì em mời em về trưởng công hội viên, ý kiến trưởng công hội viên của anh làm nhá. Nên em có ý kiến lên cấp trên của anh. Được rồi. Còn anh đi làm là có kế hoạch toàn là hoàng nhá. Toàn hàng ngày đăng ký. Bây giờ em chả biết các bác này đi đâu. Chắc chắn là ý kiến rồi. Ý kiến là chắc chắn rồi. Không cho người dân xem chuyên đề này. Không cho người dân rồi hạch sách các thứ đúng không? Lợi dụng chức quyền này. Dừng xe lại. Bây giờ người dân. Bây giờ công an giả cũng nhiều mà. Công an giả cũng nhiều mà. Rồi. Bây giờ em chả biết các bác đi đâu, các bác làm ở đoạn địa chỉ của anh đây, công an ơi, công an viên đây. Các bác làm ở đoạn đường nào mà bây giờ các bác lại ra đây dừng phương tiện? Anh cả nước cấp phát trang bị cho con phương tiện đi làm nhá. Cái đấy nó cái chuyên đề đó có phải là tài liệu mật không ạ? Cho em hỏi là cái chuyên đề có phải là tài liệu mật không ạ? Không nói. Cái gì? Không giải thích cho người dân thắc mắc lực lượng cảnh sát giao thông. Không giải thích cho người dân hiểu à? Bác rồi bác bảo là người dân không được quyền xem chuyên đề gì. Không được quyền xem. Dẫn luật ra là tại điều bao nhiêu nhỉ? Cái gì nhỉ? Nghị định 01 điều bao nhiêu nhỉ? Ghi trong này rồi. Về xem nó có quy định không, chắc chắn là không rồi. Mà ông xem luôn một phát là nó biết nhá. Ông không phải máy thông minh rồi. Rồi, có mà. Vấn đề ông vào mạng nghe ông biết ngay, không phải về xem gì cho nó mất thời gian. Có cái gì nhỉ? Quyền tiếp cận thông tin à? Là người dân được quyền, em nói là được quyền xem chuyên đề kế hoạch của lực lượng giao thông làm việc. Em nói là xem, em không nói là kiểm tra. Dám được quyền giám sát, được quyền kiểm chứng. Nhìn vào anh làm thôi, anh làm sai phải chịu trách nhiệm pháp luật thế thôi. Rồi, các bác bây giờ thứ nhất là hai người đi làm. Hai người đi làm. Ô, thế đâu à? Đây đi, hai người đi. Còn đâu? Em bảo ba người làm việc mà. Bây giờ hai người các bác ra không có đâu. Ba người em không làm việc. Dừng phương tiện. Em cũng muốn thế. Không phải là muốn, đấy là nguyên tắc. Nguyên tắc là đương nhiên. Nguyên tắc của cảnh sát giao thông, làm việc phải đủ đội. Sao đủ đội? Đội anh đâu ạ? À? Đội anh có hai mấm này hả? Hai mấm là nào? Em nói cẩn thận nhé. Nói cho đúng. Rồi. Em có xúc phạm anh câu nào chưa? Mấm biết mấm là cái gì? Nhưng mà đấy có phải là câu xúc phạm không? Em chưa xúc phạm anh một câu nào? Nói là đúng á. Ông nói vậy cháu nghỉ nhá. Tình cảm ông cháu câu nói nhá. Vâng. Khi các anh đi làm việc, trách nhiệm của anh làm việc, mình tôn trọng được là anh, hai là các đồng chí. Còn đừng gọi hai mẫu cháu nói cái giọng thiếu văn hóa thế là ông ngồi nghe cháu nói. Người Việt Nam nói câu này, lời nói mất tiền mua, hiệu lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thế đấy ông bực cháu lắm, ông trên 80 tuổi. Cháu thôi được rồi, cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi ông được chưa? Ông rất là nhẹ nhàng đấy. Vâng, được không? Thế nếu con ông ngoài này thấy ông tát cho vênh mặt đi rồi, đừng có đùa nữa. Thôi được không? Tao già nhưng mà tao rất là biết điều chứ không phải là. Lấy được ra gái nhá. Kiểm tra hai con gái. Còn em ở đây các bác đói ăn thôi.
ở đây chơi, chơi đến trưa thôi. Ở đây chơi đến trưa. Sợ em là đói. Ôi, em thì dỗi quá cơ, rảnh lắm. Dạo này ruộng đồng thì cũng dặm xong hết rồi, nên rảnh đi chơi tí. 15 phút à? Còn em phải hỏi lại xem là đồng chí thiếu tá nói là người dân không được xem chuyên đề kế hoạch của cảnh sát giao thông làm việc tại điều tại nghị định 01 à, điều bao nhiêu đấy em không biết, về xem lại xem mà xem luôn. Giờ đang quay không xem được, đang phải quay. Còn ở đây chơi với các bác thôi. Em mà có quả cam giấu kín thì thôi rồi, bác phát ngôn câu không phải chào thì thôi rồi. Xong rồi tí nữa bác lật 360 độ quay ngoắt cái nhanh thật đấy. Em nói đấy, em trước khi xuống này em nói rồi đấy, tí mà có thành viên lạ mặt nào mà đến ăn em là không ổn đâu. Ai ăn em là cái gì? Đấy là em nói trước vậy. Anh làm việc trước. Còn đồng chí này dừng phương tiện, em phải có trách nhiệm về tài sản và sức khỏe cho em, bởi vì em đang làm việc với cả đồng chí, chứ không phải là tự dưng em xuống em chơi. Đồng chí là người dừng phương tiện em đấy ạ. Đồng chí có hỏi giấy tờ em thì cho em xem chuyên đề kiểm tra hành chính chưa? Đây là đồng chí kiểm tra hành chính đúng không ạ? Không nói thì em đứng đi chơi với các bác. Bởi vì em chưa hiểu thì em phải hỏi thôi. Lực lượng giao thông phải có, phải giải thích cho người dân hiểu mà. Đây chơi em ở đây các bác đói ăn đấy. Tôi làm cái mua nước chả, hiểu chưa? Anh đừng có xúc phạm kiểu cái đói ăn rồi, cho tôi ăn là gì? Không. Đó. Chả là gì cả. Tôi ăn. Ô em cứ nói vậy thôi. Tôi làm chưa, tôi về ăn cơm, tối về ăn cơm. Vâng. Ừ. Em nói vậy thôi. Công an tỉnh à? Công an tỉnh à? Không cho người dân xem chuyên đề kế hoạch à? Hôm nay mình đi mình lại cầm ví này, có giấy tờ. Mà lần đi không cầm ví đâu. Hôm nay lại cầm ví này, có giấy tờ. Ừ.